Hello anh em server hiệp sĩ lậu mới nhé. Server mới mở hôm qua thôi lên hãn còn hơi ít người anh em vào chơi nhé, cho đông server này cũng hay phết á. Mấy đồ này là cốt nhé, anh em nhập cốt sẽ có đầy đủ. Admin server này rất uy tín nha, mở khá nhiều server rồi hiệp sĩ lậu ninja lậu nhé. Một hit ha ha. Server đầy đủ chức năng rồi, lôi đài chiếm bỏ đủ cả. Nâng cấp mề đáy nữa nhé, chức năng không thể thiếu được. Vào con nick mới tạo xem cốt server nha. Cốt này được 4 cái mề đáy vip nhé, chỉ số cực ngon. Anh em chỉ việc nâng lên thôi, siêu ngon ha. Cốt này được áo choàng thời trang và mặt nạ nhé. Cốt này được full hết sách kỹ năng 11x nha. Cốt này được full ngọc 5, các loại anh em tha hồ ép vào đồ luôn. Cốt này thì được vàng ngọc với thú cưỡi xe máy. Anh em phải đi mua nguyên liệu để nâng lên rồi hơi mất thời gian tí.